trợ ha, nó hỗ trợ phục hồi và nó tái tạo cái làn da của các chị em mình. Ví dụ như mình đi đâu đó, đi xa, hoặc là mình hay bị da mệt, bị bong chóc, hoặc là nó khô da, thì cái bộ siêu tinh chất hỗ trợ tái tạo da này nó sẽ giúp nuôi dưỡng lại cái làn da cho các chị em mình, kể cả dành cho tất cả các loại da luôn, chứ không phải là riêng gì da của Kim Anh nha, mà dành cho tất cả các loại da luôn. Thì bây giờ Kim Anh sẽ sử dụng, đầu tiên đó là sử dụng cái siêu tinh chất. Nó là siêu tinh chất chứ nó không phải là một cái dạng serum bình thường nữa nha cả nhà. Từ oil của con ngựa đó, cái oil, cái mỡ ngựa, cái dầu ngựa đó, thì nó nuôi dưỡng và nó kết hợp với lại những cái chất nhầy trên cái làn da của mình, nó chuyển thành một cái tinh chất vàng cho nuôi dưỡng cái làn da mình luôn.